anh em tham khảo nha. Từng mã số nè, cái này là chính chi tiết nè. Ta em vào dài dài chút đi rồi nó coi anh em chọn cái nào nó cho mình hay. Giờ quay tham khảo rồi nữa mình chụp hình, anh em dù có nhu cầu cây số mấy đó mình chụp hình chi tiết cho. Tại mới về mới vệ sinh cũng chưa có thời gian chụp nữa. Cây 22 này nó có mấy chi tiết linh tinh nha, có kim, có vít nhỏ nè, rồi mấy cây như tam xế găng này, nhíp này kia đâu có cây viết nữa. Kéo còn để ngoài rồi, em chủ yếu quay cho rõ mấy cái mã số sát sát chút đi cho anh em chọn. Cái cây này là cây nhám nè, ít gặp lắm, con cây duy nhất á. Màu đỏ này thì nó đậy cho này, cái này cái màu huyết mà nó nhám á, mình nhám á. Chín chi tiết, 8 chi tiết, 7 chi tiết, 6 chi tiết, 4 chi tiết, 5 chi tiết, 3 chi tiết, 4 chi tiết nữa, 2 chi tiết luôn, dễ thương lắm. Rồi gắn mắt khóa xe, mấy cái nhỏ nhỏ này gắn mắt khóa xe nè, mắt khóa xe đó. Đây hào thử cho nha. Bảy phần, 6 phần, 5 phần rưỡi, 8 phần. Rồi. Em dọn hết chưa?